Độ mình tin. Cái đó nó làm cho kia nó xớt, không có bị làm cái cục đá đó. Làm kem tại nhà một bịch chà bá một bịch no cá búi. Này nhà nào mà có con ăn ngày khỏi lo lắm chồng. Công thức gồm gì ta? Nói chè đậu đen hả? Đậu đen, đường. Ở đây đậu đen này, luộc này, luộc với nước đường. Xong rồi, ông thì cho gừng, ông thì cho... có để nước không? À, nãy có nước không? Mình tin với nước đó chồng. Để cho nào mà nó hơi sánh sánh kẹo kẹo là được không? Cho nó sôi lên lại là được. Pha ít bột thôi, nhiều quá nó cũng bị đạp vừa vừa mà. Làm nó vừa sánh lại là được. Còn ông sẽ lấy một ít hột đậu đen nữa, cái xay xay cho mấy cây sinh tố. Để khi ăn nó có cái đậu đen cụm cụm bên đó nữa, nó ngon. Tính ra nhà nào mà có con nhỏ một bịch này là no luôn á. Hồi nhỏ mẹ vợ bán kem đậu đen ở trường học mẹ bán rồi đó. Rồi làm chè bơ nữa. Chè bơ, chè lộn làm kem bơ, kem trái cây. Đủ kem hết trơn á. Rồi cũng làm gì nè. Cứ đủ bột mình cho vô cho nó xớt. Cái kem nó không có bị như cục đá. Trước nhà chồng mẹ cũng làm cái mẹ bán như miết à. Không, còn bịch này thì để nhiều đậu luôn. Không, bịch cuối để nhiều đậu được mà. Tới bịch cuối nè. Thôi, không sao đâu. Bịch cuối đầy đậu đen nè bà con. Thôi nhiều quá để làm nó còn giờ còn để làm chè ăn á. Ăn kia một ít thôi. Mọi người hãy để lại comment nhé.
Bye bye.